Chị có xem Never Flag không? Chị đã xem rồi, xem xong hết rồi. Chị sẽ ôm hôn Song Kang. Nếu chị là Nabi, chị chọn anh bướm không không ạ? À, nếu chị là Nabi thì tất nhiên là chị sẽ chọn Jaehyun đúng không ta? Jaehyun à? Nói chung là mình sẽ chọn anh bướm. Chắc chắn rồi, cá to đẹp trai, tâm lý. Trời ơi, ngon. Chọn chứ. Chị có thấy anh bướm đẹp trai không ạ? Rõ. Một người đàn ông đẹp, cao to đẹp trai, môi dày. Đấy, cái quan trọng là môi dày. Là đúng là style mà chị thích. Xong rồi lại còn kiểu nhìn trong cái nét là hôn rất giỏi. Điểm cộng.